đi, hôm nay mình sẽ giới thiệu mẫu laptop GL mới của Acer. Thì ở đây là mẫu laptop GL502VT. Thì như các bạn cũng biết thì các mẫu laptop thuộc dòng GL series thì nó là mẫu laptop tầm trung. Tuy nhiên với cái mẫu GL502VT này nó sẽ là một cái định nghĩa khác với những nâng cấp về thiết kế cũng như là nâng cấp về cấu hình. Rồi, nếu mà nói về vẻ ngoài. Rồi, bây giờ mình sẽ nói tổng quan bên ngoài. Thì ở đây là mẫu laptop này với thiết kế tương tự với mẫu laptop là G752 với những cái đường quét ở hai bên và cũng như logo. Thì sự thay đổi ở đây là nó không còn theo tông màu đèn đỏ đen nữa mà nó sẽ thay đổi theo tông màu đen cam, cũng giống như là logo của AZ. Rồi, với thiết kế mặt trước là bằng kim loại thì phay xước thì tạo nên cái sự sang trọng cho mẫu laptop này, và đường quét phía sau làm tương tự với mẫu laptop là GS700. Rồi, mình cũng sẽ giới thiệu mặt sau luôn. Thì với mặt sau là các chân đế bằng cao su thì cũng là màu cam, và pin thì vẫn là pin gắn liền, cũng như là các cổng kết nối hai bên thì có, đây mình thấy là có khoảng 3 cổng USB và đồng thời được tích hợp luôn cổng USB Type-C. Rồi, ở đây bên trái các bạn đây là mẫu laptop GL502 và bên đây là mẫu laptop GL502 mới. Và thiết kế thì các bạn cũng thấy là đã có sự thay đổi. Bên đây là thiết kế bằng kim loại với nhau phay xước nhìn rất là sang trọng đây. Còn bên đây là vẫn là vỏ nhựa. Thì thiết kế rất là đẹp, tuy nhiên có một cái nhược điểm rất là cố hữu của thiết kế như thế này là rất là dễ bám vân tay. Rồi, nói tiếp theo nói về thiết kế bên trong. Thì ở đây phông chữ đã có sự thay đổi giữa hai cái dòng laptop GL502 và GL552 này. Thì bên đây cái gì các bạn thấy phông chữ đã đổi màu là đen cam, khác với phông chữ cũ là đen đỏ, cũng như là phông chữ nhìn rất là to rõ và rõ ràng hơn là thiết kế mặt khẩm của bên đây. Và những cái đường vát ở bên đây cũng như logo thì mang dáng vẻ thiết kế của mẫu laptop GL752. Và phía dưới vẫn là phần đèn LED, LED light. Tuy nhiên nó sẽ không sáng rất là rõ ràng mà sẽ sáng tương đối là đủ dùng để bạn làm việc trong đêm để tránh những trường hợp là sẽ gây chói cho người dùng. Tuy nhiên với thiết kế như thế này thì nút power vẫn là một nhược điểm khi mà nó không được tách liền với bàn phím mà vẫn được kế nằm chung. Thì ở đây là một cái điểm mình rất là không thích ở cái dòng laptop này. Rồi, sau những giới thiệu về thiết kế thì bây giờ mình cũng giới thiệu về cấu hình mẫu laptop mới GL502VT này. Thì được trang bị chip là CPU i7-6007 cũng như là RAM là 16GB, ổ cứng là SSD 512 và Vega là card 970M của Nvidia. Thì đây là một cấu hình cho theo mình thấy là rất là mạnh mẽ và thậm chí hầu hết các game bây giờ cũng như là chắc chắn là full setting game online rồi. Còn game offline thì cũng sẽ tùy một số game mới thì các bạn sẽ phải cấu hình lại sao cho nó mượt nhất có thể trên cái màn Full HD này. Thì như các bạn cũng đã biết là Asus GL502 mới thì nó thử rất là nhiều cái sự thay đổi mà Asus mang đến cho cái laptop này. Thì với gì mà nhân viên Asus Audio chia sẻ thì các bạn có thể ghé thăm cửa hàng hoặc là chia sẻ những cảm nhận của mình trên cái trang fanpage đó để mà Asus có thể tham khảo ý kiến cũng như là cho các bạn những cái laptop tích cực nhất ha. Rồi xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh nhiều sự hợp tác.